lúc nào mà máy áp lực bắt đầu mạnh được bạn hai này lúc nó cắt nước không, còn cái nước sạch này 24/24, còn khi nào nó cắt nước nó phải báo cho mình, còn bao giờ nó áp được nước mình cũng còn nước vừa kia nhà máy của nó xử lý chứ. Bên nhà bà nước vôi không? Bên nhà bà nước đá vôi không? Khiếp, nhà cháu vôi kinh khủng luôn. Đấy, cho nên là con nước sạch này hay luôn. Đấy, các cái thiết bị nồi mà đun mà thỉnh thoảng mà nhà cháu hay máy lọc nước ấy. Rửa, ăn thế. Vâng, nếu không thì nước đá vôi.